Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 5 tháng 2 năm 2019, tức ngày 2 Tết âm lịch, toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. Như vậy, sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm 77 người chết, 87 người bị thương. Cũng trong 4 ngày đầu nghỉ Tết âm lịch, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.073 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 600 triệu đồng, tạm giữ gần 700 phương tiện vi phạm, khoảng 400 giấy tờ các loại, kiểm tra xử lý 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 4 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2019, số vụ tai nạn giao thông đã giảm đi 38 vụ, giảm 44 người chết, 33 người bị thương so với năm ngoái. Người dân tham gia giao thông trong những ngày đầu năm mới cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.